Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự 22 giờ của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, để chuẩn bị hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 30, sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp nhằm cho ý kiến về một số nội dung lớn, tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao dự án luật đã được tiếp thu chỉnh lý kỹ lưỡng, có bổ sung một số chính sách đặc thù vượt trội để phát triển công nghiệp quốc phòng và thể chế hóa nghị quyết của Trung ương về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nhấn mạnh đây là cơ hội để hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, đưa lĩnh vực này trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Về quy trình thiết kế các cơ chế chính sách đặc thù, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần đảm bảo tính khả thi thống nhất trong hệ thống pháp luật, đúng theo quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tránh chồng chéo. Theo dự kiến, dự thảo luật sẽ trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới. Thưa quý vị, Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 16 ngày 21 tháng 2 đẩy nhanh nghiên cứu triển khai đầu tư nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đang khai thác, đang đầu tư theo quy mô phân kỳ. Việc sớm đưa vào khai thác các tuyến đường bộ cao tốc đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, việc vận hành các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ còn một số hạn chế như tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông như vụ tai nạn xảy ra ngày 18 tháng 2 năm 2024 trên tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ-La Sơn. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu ngay các giải pháp tổ chức giao thông hợp lý, khoa học, hiệu quả và kiểm soát tốt nhất các hoạt động giao thông để bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc quy mô phân kỳ, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. Chủ trì phối hợp ngay với các địa phương liên quan khẩn trương nghiên cứu phương án đầu tư, nâng cấp các tuyến đường bộ cao tốc đã được đầu tư phân kỳ đạt quy mô cao tốc hoàn chỉnh, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế, nhu cầu vận tải theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung đầu tư sớm nhất đối với các tuyến đường bộ cao tốc quy mô 2 làn xe, đồng thời ra soát bổ sung đầy đủ đồng bộ các công trình hạ tầng trên tuyến như hệ thống giao thông thông minh, trạm dừng nghỉ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2024. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sớm kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ cử đơn vị có chức năng đến Thành phố Hồ Chí Minh để kiểm định các thiết bị đo tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua các trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương liên hệ đơn vị có chức năng kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo, phương tiện đo sử dụng trong hoạt động kiểm định xe cơ giới. Đến nay có 9 trên 18 trung tâm đăng kiểm tại Thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất việc kiểm định các thiết bị đo nhóm 2 tại đơn vị mình, riêng 9 trung tâm còn lại chưa hoàn tất. Do đó, nhằm tạo điều kiện cho 9 trung tâm đăng kiểm hoàn tất việc kiểm định các thiết bị đo nhóm 2, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh sớm có ý kiến đề xuất Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ định đơn vị có chức năng hỗ trợ nhân viên và thiết bị đo đến Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 2 năm 2024 để hỗ trợ tập trung kiểm định các thiết bị. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, nhiều tuyến đường nông thôn ở tỉnh Cà Mau đang trong tình trạng sạt lở sụt lún rất nghiêm trọng, tập trung nhiều nhất là tại vùng Ngọt Hóa thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Tuy hiện nay chưa phải là cao điểm mùa khô, thế nhưng tình trạng sụt lún đất làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông và ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kỹ sinh hoạt của người dân. Trên địa bàn 9 xã thị trấn thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, sạt lở đất tại 79 tuyến kênh với 242 vị trí, tổng chiều dài hơn 7.360m. Trong đó, sụt lún sạt lở ảnh hưởng lộ bê tông với chiều dài hơn 5.560m. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt lở sụt lún đất do tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở một số nơi vào thời điểm những tháng cuối năm 2023. Bên cạnh đó, việc bơm tắc nước phục vụ sản xuất đã làm cho các tuyến kênh rạch dùng Ngọt Hóa đều khô cạn, trong khi cao độ đáy kênh sâu, sự chênh lệch độ cao giữa mặt đường và mực nước hiện rất lớn. Trước thực tế trên, lãnh đạo tỉnh Cà Mau chỉ đạo chính quyền địa phương phải thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, tiến hành gia cố chân đê, cắt tỉa hoặc đốn hạ những cây thân gỗ lớn trên tuyến lộ có nguy cơ sụt lún. Đồng thời, thực hiện giảm tải các tuyến lộ, giảm tải trọng xe lưu thông trên tuyến đê biển Tây từ 8 tấn xuống 5 tấn, nhằm giảm nguy cơ sụt lún tuyến đê do hạn hán thiếu nước.
Bên cạnh đó, vận động người dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống sạt lở, sụt lún đất. Tới thời điểm hiện tại, các đám cháy rừng trong khu vực vườn quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai đã cơ bản được khống chế. Đây là nỗ lực rất lớn của lực lượng chữa cháy trực tiếp lên tới gần 1.000 người. Và lặng thầm sau chiến công ấy là công sức của hàng trăm cán bộ, giáo viên, người dân, hậu phương vững chắc, đồng hành cùng các lực lượng chữa cháy trong suốt 2 ngày chiến đấu với sặc lửa. Ngay sau khi phát hiện ra đám cháy rừng, chị Vũ Thị Ngọc, cán bộ kiểm lâm vườn quốc gia Hoàng Liên đã tham gia công tác hậu cần, phục vụ các lực lượng chữa cháy. Suốt 2 ngày, trong căn bếp nhỏ hẹp của trạm kiểm lâm số 4, mỗi người một việc, chị Ngọc và tất cả các anh chị em ở đây đều tất bật để chuẩn bị kịp thời những suất ăn đảm bảo nhất, vận chuyển lên cho anh em đang tham gia chữa cháy. Vì là mọi người lên trên rừng rất là vất vả, nên là sẽ tổ chuẩn bị cho mọi người đầy đủ ạ, để cho mọi người lên trên rừng chữa cháy có đạt hiệu quả cao ạ. Hơn 50 người là quân số huy động phục vụ hậu cần tại các khu vực bếp nấu ăn dã chiến, bao gồm lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, tổ bảo vệ rừng và các tình nguyện viên là cán bộ xã, giáo viên và người dân. Nhờ sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ hậu cần, hàng nghìn suất ăn bảo đảm dinh dưỡng đã được chuẩn bị cho các lực lượng tuyến đầu. Được phân công cho anh em là người nấu cơm, người nhặt rau, rồi những người thì đóng cơm. Từ sáng giờ là chúng tôi đã đóng gần 1.000 suất cơm. Sáng nay chúng tôi đã phải chuẩn bị trưa rồi. Đấy, xong trưa xong cái này chúng tôi đã chuẩn bị bữa chiều để cho anh em. Phường Sapa huy động gần 1 tấn nhu yếu phẩm, các loại. Phường Hàm Rồng huy động hơn 5 tạ rau, phường Ô Quý Hồ huy động được gần 1 tấn rau các loại. Ngoài nhân lực thì nguồn vật lực cũng được các địa phương, đoàn thể trên địa bàn thị xã Sapa gửi về, tiếp sức cho gần 1.000 người đang chiến đấu với giặc lửa. Ngoài những cái hỗ trợ nhu yếu phẩm này thì chúng tôi đã chuẩn bị lực lượng sẵn sàng để tham gia vào chữa cháy để dập lửa hết thì thôi. Không trực tiếp làm nhiệm vụ trên chiến tuyến chống cháy, nhưng hậu phương vững chắc với sự ủng hộ của các xã phường, người dân, doanh nghiệp có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác chữa cháy tại Sapa lần này. Phương châm 4 tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ đã được vận dụng hiệu quả, góp phần đẩy lùi đám cháy, gìn giữ màu xanh cho đại ngàn Hoàng Liên. Thưa quý vị, sau 2 năm quyết liệt triển khai đề án số 06 của Chính phủ về chuyển đổi số, đến nay, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống đã xác thực trên 95,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hiện 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip. Người dân có thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với hai nhóm thủ tục hành chính liên thông, đó là đăng ký khai sinh thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng. Đáng chú ý có khoảng 64% người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022. Đặc biệt với việc liên thông giấy khám sức khỏe lái xe qua hạ tầng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thì người dân có thể đề nghị cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến mà không cần phải đến tận nơi cấp giấy phép lái xe. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngành chức năng tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiến hành di dời tập trung hơn 1.800 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa thuộc giai đoạn 1 dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nghĩa trang này. Từ ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh triển khai di dời tập trung 1.843 ngôi mộ tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đây là những ngôi mộ còn lại thuộc giai đoạn 1 khu vực 12 ha của dự án bồi thường giải phóng mặt bằng nghĩa trang Bình Hưng Hòa được thực hiện từ năm 2011. 1.773 ngôi mộ chưa có thân nhân kê khai thông tin sẽ được tập trung di dời trước. Đối với những ngôi mộ còn lại, đến hết ngày 31 tháng 5, thân nhân phải liên hệ với ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận Bình Tân để di dời. Sau thời hạn này, địa phương sẽ tiến hành di dời tập trung. Việc di dời dự kiến hoàn thành trong năm 2024. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa rộng hơn 40 ha, có khoảng 54.000 ngôi mộ, là nghĩa trang lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2010, chính quyền thành phố đã có chủ trương di dời nghĩa trang này để chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường và an ninh trật tự quanh khu vực.
Thưa quý vị, nếu như cách đây vài tháng giá tôm hùm bông chỉ còn 1 triệu đồng một kg, thì hiện đã tăng thêm lên từ 400 đến 500 nghìn đồng một kg. Trong khi đó, thì tôm hùm xanh đạt mức giá kỷ lục từ trước đến nay. Với mức giá này, thì hộ nuôi ít cũng thu lãi đến 300 triệu đồng, nhiều thì cả tỷ đồng. Phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân trên vùng nuôi trọng điểm Vịnh Xuân Đài, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Từ trước Tết Nguyên đán đến nay, người nuôi tôm hùm trên Vịnh Xuân Đài không giấu nổi niềm vui vì giá tôm tăng cao đột biến. Ở vùng nuôi trọng điểm này, những ngày qua, không khí xuất bán tôm hùm trở nên sôi động sau thời gian dài ảm đạm. Với giá tôm hùm xanh đạt mức 1 triệu 150.000 đồng một kg, nhiều hộ nuôi thu lãi tiền tỷ. Nhờ giá tôm cao thì bà con nuôi cũng đã Tết chưa dễ. Bán 100 lồng là khoảng 1 tỷ. Xưa giờ chưa có cái giá tôm cao như thế này, chỉ có được vào cái năm này. Theo các thương lái, giá tôm hùm tăng mạnh là do nhu cầu tiêu thụ cao, nhất là dịp Tết. Với giá 1 triệu 150.000 đồng một kg tôm hùm xanh trong vụ nuôi kéo dài từ 8 đến 10 tháng, ngư dân lãi từ 300 đến 400.000 đồng. Dịp Tết có hộ nuôi nhiều, thu lãi hơn 1 tỷ đồng sau khi trừ chi phí. Tôm hùm này đạt hiệu suất rất là cao so với những năm trước kia. Thì một ngày thì đi từ 50 đến 100 tấn. Là vùng nuôi tôm hùm trọng điểm của tỉnh Phú Yên và khu vực miền Trung, thị xã Sông Cầu có khoảng 60.000 lồng tôm thương phẩm và vụ nuôi này hầu như hộ nào cũng thắng lớn. Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy giá tôm hùm thường tăng cao thời gian ngắn do nhu cầu dịp lễ Tết. Vì thế, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng khuyến cáo không vì giá tôm tăng cao mà ngư dân thả nuôi ồ ạt, thiếu kiểm soát nguồn giống cũng như môi trường nước để tránh rủi ro cho vùng nuôi tôm. Có thể nói Hội Lim là dấu ấn, là điểm nhấn, là nỗi nhớ của miền đất Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh trong lòng du khách thập phương. Vậy với Tiên Du vào ngày 12-13 tháng Giêng hàng năm, du khách sẽ được đắm mình vào các làn điệu dân ca quan họ, thưởng thức nét đẹp của văn hóa quan họ tại lễ hội Vùng Lim. Theo Ban tổ chức lễ hội Lim 2024, lễ hội Lim Xuân Giáp Thìn năm nay được tổ chức nhằm phát huy bản sắc, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và khơi dậy lòng tự hào của người con quê hương Kinh Bắc, đồng thời thể hiện lòng thành kính, biết ơn những danh nhân lịch sử văn hóa và những anh hùng dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Qua đó, lễ hội còn là dịp để giới thiệu, quảng bá hình ảnh và con người quê hương Bắc Ninh đến với du khách trong nước và quốc tế. Đây là lễ hội lớn của tỉnh cũng như là của huyện. Năm nay là cái bộ tiêu chí về văn hóa lễ hội môi trường trong lễ hội và cũng đã được xây dựng và đã được niêm yết ở các nơi, và đặc biệt nữa là liên quan đến công tác bảo vệ an ninh cũng được coi như là xây dựng kế hoạch và được tỉnh phê duyệt. Tại lễ hội, ngoài phần lễ sẽ là phần hội, các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hát quan họ, 12 lán trại quan họ, các trò chơi dân gian như thư pháp, hội thơ, đu tiên, vật truyền thống, múa rồng, múa lân, thi cờ người sẽ tạo thêm không khí thi đua sôi nổi trong nhân dân. Với những giá trị văn hóa đặc trưng riêng có, lễ hội Vùng Lim luôn chứa đựng sức hấp dẫn lạ kỳ, thu hút mời gọi du khách gần xa. Mình có thể là gặp được những cái tà áo the hay là những cái chiếc nón cái thao xuất hiện ở rất là nhiều ở Hội Lim, thì đã khắc sâu hình ảnh trong những người miền Bắc và đặc biệt là những người của tỉnh Bắc Ninh. Và những hình ảnh như thế thì em nghĩ là cần được thế hệ trẻ và được lưu giữ và bảo tồn những cái giá trị về truyền thống của cha ông ta. Ngoại năm hội là cứ đến mùa chảy hội là 12-13 là khai xuân, thì chúng tôi cũng có thể đi vừa đầu năm là lấy lộc, và thứ hai nữa là đi hội để cho nó biết, gọi giao lưu với lại những anh hai chị hai của Bắc Linh này, về là chúng tôi cũng học hỏi được nhiều. Những áo mớ bảy mớ ba, nón ba tầm, quai thao như ẩn chứa cả sức sống mùa xuân của con người và tạo vật. Cách các ông các bà tổ chức Hội Lim cũng thật đặc biệt, mỗi biểu tượng cử chỉ như mang trong mình thứ gì đó tinh tế lạ thường của người Kinh Bắc. Bởi vậy, chẳng phải ngẫu nhiên khi những cảnh quan họ cổ và Hội Lim đã trở thành di sản văn hóa phi vật thể, nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Thưa quý vị, năm 2023, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh quyết liệt đồng bộ, đạt được kết quả toàn diện ở Trung ương và cả địa phương. Nhờ đó đã góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn đảng,
giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, củng cố thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đặc biệt, các hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, phối hợp ngày càng nhịp nhàng, chặt chẽ, thật sự đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược và tạo ra những chuyển biến mới, rõ rệt, khắc phục tình trạng trên nóng, dưới lạnh. Riêng trong năm 2023, hơn 260 vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực đã được các ban chỉ đạo cấp tỉnh đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. 839 vụ án với 2.276 bị can về tham nhũng được các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương khởi tố mới, tăng gần 2 lần so với năm 2022. Nhiều địa phương đã phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng xảy ra từ nhiều năm trước theo đúng tinh thần không có vùng cấm, khi khởi tố cả các cán bộ diện trung ương và tỉnh ủy, thành ủy quản lý, trong đó có cả nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lực lượng tham nhũng hay là các hiện tượng tham nhũng tiêu cực thì nó còn rất là nhiều. Nó có ở cả trung ương và có ở địa phương. Đó. Thế cho nên là chỉ có nóng ở trên không thôi, mà dưới không có nóng thì cái chắc chắn là cái hiệu quả đối với phòng chống tham nhũng nó không toàn diện được, nó không thể hết được, không thể nhanh được. Thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ở địa phương ấy, thì một là nó trải rộng cái công cụ phòng chống tham nhũng của chúng ta về các địa phương. Cái thứ hai là nó thể hiện cái tính hệ thống. Đó. Phòng chống tham nhũng là có tính hệ thống. Và cái thứ ba đấy là ở địa phương ấy, thì nó sẽ đi sâu tạo cái điều kiện để nhân dân tham gia vào đối với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Từ khi thành lập, hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, hiệu quả, đã tạo chuyển biến rõ nét tại các địa phương, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Thế nhưng thực tế cho thấy, dù được triển khai quyết liệt nhưng vẫn xảy ra một số vụ án, vụ việc tham nhũng tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến nhiều cán bộ ở cả trung ương và địa phương. Minh chứng là ngay đầu tháng 2 vừa qua, thêm 2 đại án đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo. Cái chủ nghĩa cá nhân trong một số cán bộ đảng viên vẫn còn lớn. Nhiều cán bộ đảng viên, kể cán bộ cấp cao, không chịu tu dưỡng rèn luyện, bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đã bị cái lợi ích nhóm, đã bị cái chủ nghĩa tư bản thân hữu nó lôi kéo mà anh ta không vượt qua nổi. Nhiều tổ chức cơ sở đảng, nhiều đảng bộ, chi bộ này, sức chiến đấu là còn hạn chế, cái tự phê bình và phê bình không cao. Điều đó đòi hỏi công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và đặc biệt là hoạt động của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh cần nỗ lực hơn, quyết liệt hơn nhằm tập trung thực hiện tốt 7 nhiệm vụ chủ yếu của công tác này trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Chúng ta mới ngăn chặn và bắt đầu có dấu hiệu đẩy lùi thôi, chứ chưa tiêu diệt được cái tham nhũng. Cho nên là những cái vụ án mà đã theo dõi, đã có cái kết luận, đã có cái điều tra thì xét xử để nhân dân tin tưởng là cái việc phòng chống tham nhũng là liên tục, kiên trì, kiên quyết, tiếp tục hoàn thiện các cái công cụ đối với phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đúng cái tinh thần như là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói là chúng ta phải làm quyết liệt, mạnh mẽ hơn, không được chùn chân mỏi gối, và ai không làm thì đứng ra một bên. Và điều đó đòi hỏi là gì? Là Ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban chỉ đạo phòng chống tiêu cực cấp tỉnh ấy, phải hoạt động một cách mạnh mẽ hơn, phải chỉ đạo thực hiện cái công tác phòng chống tiêu cực một cách quyết liệt hơn. Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Khó khăn phía trước vẫn còn hiện hữu, thế nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân và quyết tâm cao của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, chúng ta tin tưởng rằng tham nhũng tiêu cực sẽ tiếp tục được ngăn chặn và đẩy lùi. Vâng, và phóng sự vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin trong nước tối nay.